Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ai là thủ phạm xẻ thịt rừng Sóc Sơn? Ca sĩ Mỹ Linh hay dân hay quan trước đây? Hiện nay các công trình xây dựng tại khu rừng phòng hộ Sóc Sơn đã lên con số hàng ngàn. Để cho dân xây nhà trên đất rừng là việc đầu tiên phải xử lý lãnh đạo. Nếu lãnh đạo mà nghiêm túc, cương quyết, làm việc theo đúng pháp luật thì dân nào dám xây đây? Tuy nhiên, ca sĩ Mỹ Linh đã xây nhà trong khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn và bị dư luận lên án trong suốt một thời gian rất dài. Nhưng kết quả là nhà của ca sĩ này được thông báo là hợp pháp. Việc phá rừng để xây nhà lại bảo là hợp pháp thì đấy là vấn đề thuộc về quan chức của đảng. Ca sĩ Mỹ Linh phá rừng xây biệt phủ nhưng không có gì sai phạm. Vậy vấn đề là ở chính quyền. Với số lượng hộ dân lớn đến hàng ngàn, việc moi ra hết sai phạm của hàng ngàn gia đình này thì cũng sẽ moi ra những sai phạm của các đời lãnh đạo huyện Sóc Sơn. Hiện nay có nhiều quan chức làm ngơ cho dân xây nhà trên đất rừng đã hạ cánh an toàn. Giờ moi móc lại cũng khó nên họ khỏa lấp luôn. Rồi hợp thức hóa trên giấy tờ, biến những trường hợp phá rừng xây nhà thành hợp pháp. Vào ngày 10 tháng 8, tờ báo Vietnamnet có bài viết với tựa đề "Xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn, coi chính quyền không ra gì". Thực ra dưới chế độ công an trị này, không ai dám xem thường chính quyền cả. Quan chức mà không làm lơ thì làm gì người dân dám phá rừng đây? Được biết từ đầu năm 2023 cho đến nay đã có 180 công trình sai phạm. Trong năm 2022 có gần 250 chương trình bị xử lý, còn năm 2021 phải xử lý hơn 300 trường hợp. Vấn đề là trong trường hợp trước đây phá rừng xây nhà được hợp pháp hóa thì tại sao những người khác lại không thể làm điều tương tự? Cũng là phá rừng để xây nhà, nhưng nhà của Mỹ Linh là hợp pháp, còn người xây sau là bất hợp pháp. Vậy công lý ở đâu? Lãnh đạo của thành phố mà thế này thì lãnh đạo huyện làm sao sạch cho được? Sống ở xã hội này, người dân đều hiểu nếu công an không làm lơ thì làm sao tội phạm có cơ hội để mà phát triển? Nếu quan chức không buông lỏng quản lý thì làm sao người dân dám phá rừng? Mà xứ này không ai phá rừng nhiều bằng thành phần kiểm lâm. Lãnh đạo thành phố Hà Nội bao nhiêu đời cũng có tấm gương chặt phá cây. Ông Nguyễn Thế Thảo thì cho chặt tới 6.700 cây đại thụ khắp thủ đô Hà Nội. May mà còn làm hàng ngàn con mắt của người dân nên chuyện chặt cây mới bị ngăn cản. Giả sử chính sách hạ sát cây cổ thụ thành công thì lính của ông Thảo có thể khai thác gỗ, ông Thảo có thể duyệt chi ngân sách trồng lại cây mới và dự án chặt cây được ăn một mớ tiền, dự án trồng cây lại thêm một mớ nữa. Đến đời ông Nguyễn Đức Chung làm chủ tịch thì ông này cũng vẽ ra dự án trồng cây xanh mà kiếm trác. Trên thượng tầng thành phố Hà Nội thì như thế, thì ở chính quyền huyện Sóc Sơn sạch sẽ hơn được hay sao? Chính sách phá cây trắng trợn của Nguyễn Thế Thảo, nếu không bị trừng phạt, thì liệu có sự trừng phạt nào đối với những lãnh đạo huyện khi làm điều tương tự như thế? Việc làm ngơ cho nhiều hộ dân phá rừng, xây nhà, trước hết là lỗi thuộc về lãnh đạo. Ông Nguyễn Phú Trọng đang chống tham nhũng, nhưng lại vạch ra đủ thứ ranh giới, thì rõ ràng ai ở trong vùng cấm thì cứ việc tàn phá môi trường. Chẳng qua có hiện tượng lũ quét nên dư luận dậy sóng, trước khi dư luận lắng xuống thì vấn đề lại đầu vào đấy. Sai phạm vẫn cứ tiếp tục hoành hành. Lãnh đạo sai phạm rồi thì đổ thừa cho dân. Trước đây khi mà dư luận lùm xùm của ca sĩ Mỹ Linh phá rừng xây biệt phủ thì rừng Sóc Sơn chưa nổi giận. Tuy nhiên đến thời điểm này thì rừng không thể tiếp tục im lặng được nữa mà rừng đã lên tiếng theo cách của nó. Điều này cho thấy việc xử lý trường hợp của ca sĩ Mỹ Linh không dứt điểm nên đã trở thành án lệ cho các trường hợp sau noi theo. Và cứ như thế, rừng của nhân dân cứ bị phá dần, cho đến một ngày rừng không thể chịu đựng được nữa và lại nổi cơn thịnh nộ. Lần này chính quyền không thừa nhận sai phạm mà lại đổ lỗi cho dân. Không xử lý dứt điểm mà chỉ phạt qua quýt rồi để mọi chuyện tiếp diễn như cũ. Thì lần sau rừng sẽ lại trở nên giận dữ hơn lần này gấp nhiều lần và có thể cướp đi rất nhiều sinh mạng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ai là thủ phạm xẻ thịt rừng Sóc Sơn? Ca sĩ Mỹ Linh hay dân hay là quan chức đây? Đứng trên đồi chân giấy, Chủ tịch Thưởng vung gươm chém gió. Chiều ngày 12 tháng 8 tại Phủ Chủ tịch, ông Võ Văn Thưởng có cuộc gặp mặt 56 nhà khoa học quốc tế và Việt Nam tham dự hội nghị khoa học quốc tế Các cửa sổ nhìn ra vũ trụ. Trong cuộc gặp này, vẫn như mọi lãnh đạo của Đảng Cộng sản, ông Võ Văn Thưởng lại chém gió. Ông nói rằng xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh để nâng tầm trí tuệ dân tộc và sức mạnh đất nước. Cũng như 478 năm trước, ông Hồ Chí Minh cũng chém gió nghe rất kêu,
rằng ông hy vọng Việt Nam sánh vai cùng cường quốc Nam Châu nhờ các cháu học sinh. Nói thẳng ra là ông Hồ Chí Minh muốn nền giáo dục Việt Nam đưa đất nước sánh vai cùng cường quốc Nam Châu. Và bây giờ đã hơn 2/3 thế kỷ, Việt Nam có sánh vai các cường quốc Nam Châu hay không thì không cần phải giải thích nhiều, ai cũng biết cả. Ông Võ Văn Thưởng đang vung gươm chém gió. Câu nói hôm nay của ông Võ Văn Thưởng tuy khác lời của ông Hồ Chí Minh cách đây 78 năm, nhưng về ý nghĩa thì chẳng khác gì mấy. Vẫn là muốn Việt Nam phát triển như các nước khác, nhưng chỉ là nói suông. Nếu nói theo ngôn ngữ thời nay thì ông Võ Văn Thưởng đang chém gió. Và cả ông Hồ Chí Minh cách đây 78 năm cũng như thế, vẫn chém gió chứ chẳng có chiến lược nào cả. Chỉ biết chặn đầu này ép buộc đầu kia, cấm làm thế này, cấm làm thế kia, và cuối cùng giáo dục thì nát bét. Để nâng tầm được trí tuệ dân tộc thì phải đi từ cái gốc, đó là giáo dục. Nhưng hãy nhìn xem, thực tế cho thấy giáo dục Việt Nam như thế nào. Có người thì bảo nó nát như tương, có người thì cho nó là bị lạc lối chứ không phải chậm tiến vân vân. Nói chung là giáo dục rất tệ. Muốn biết giáo dục Việt Nam ra sao thì cần nhìn thực trạng là biết ngay. Vào ngày 11 tháng 8, tờ báo Tuổi Trẻ cho biết Hiệu trưởng trường tiểu học Bùi Thị Xuân cùng 7 giáo viên kế toán và trường tiểu học và mầm non Đồng Tháp bị khởi tố do liên quan mua bán dùng bằng giả. Chưa hết, mới đây báo chí cho biết rất nhiều học sinh quyết định không thi vào đại học để xuất khẩu lao động. Không những thế, rất nhiều giáo viên dạy giỏi cũng bỏ dạy để đi xuất khẩu lao động với hy vọng đổi đời. Trường công an thì thí xôm nộp đơn quá đông, trong khi đó trường sư phạm thì bị ghẻ lạnh. Đứng trên nền giáo dục thế này, ông Võ Văn Thưởng muốn nâng tầm trí tuệ dân tộc và sức mạnh sao cho được. Giáo dục là cái chân, cái nền móng để tạo ra các nhà trí thức. Tuy nhiên, với nền giáo dục hiện nay thì chẳng khác nào đôi chân bằng giấy cả. Nó không có tạo ra trí thức đủ tốt để nâng tầm trí tuệ Việt Nam. Hãy xem nền giáo dục Việt Nam tạo ra được những công trình khoa học nào cho thế giới thừa nhận đây. Thế giới đã đi quá xa. Đảng Cộng sản vẫn kìm hãm nền giáo dục nước nhà trong đầm lầy mê muội, bởi họ xem giáo dục là công cụ phục vụ cho đảng. Trước đây 78 năm, ông Chủ tịch nước cũng đứng trên đôi chân giấy chém gió trước quốc dân đồng bào. Và nay thì cũng như thế. Một ông Chủ tịch nước cũng lại đứng trên đôi chân giấy chém gió một lần nữa. Và nếu Cộng sản còn cai trị sau 78 năm nữa, thì cũng sẽ có những ông Chủ tịch nước đứng trên đôi chân giấy và lại tiếp tục chém gió. Giáo dục nát như thế này thì xây dựng trí tuệ dân tộc thế nào cho được? Không một quốc gia nào phát triển được bằng cách chém gió cả. Ở Việt Nam đâu chỉ có ông Chủ tịch nước đầu tiên và Chủ tịch nước đương nhiệm chém gió, mà lãnh đạo khác trong tứ trụ vẫn chém gió đều đều. Nếu Đảng Cộng sản tốt, có năng lực quản lý đất nước thì nó đâu cần phải lên gân và lập ra bộ máy tuyên truyền khổng lồ để thực hiện việc tô hồng cho cái chế độ này làm gì. Nếu làm tốt thì hữu xạ tự nhiên hương, chứ cần gì phải bịa chuyện, phải tung hô, phải vẽ vời ra lý tưởng này, lý tưởng kia. Ngay cả Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đứng trên đôi chân bằng giấy để mà chém gió, chứ đảng này có làm gì được cho đất nước, rút ngắn được khoảng cách với các nước ở xung quanh. Đó chính là cái thiệt thòi mà người dân Việt Nam đang phải gánh chịu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin Đứng trên đôi chân giấy, Chủ tịch Thưởng vung gươm chém gió luôn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.